con kia. Mày có chịu khai thiệt ra không hả? Mẹ ơi, con khai thiệt lòng là con và con không làm gì hết, mà tin con một lần thì thôi. Tin mày hả? Hả cái con kia? Tao hỏi mày nè, không có lửa thì làm sao có khói? Mày không đầu mày cuối mắt thì thằng con trai tao đâu có mê mẩn tâm thần như vậy. Mày khai chưa? Không có đâu bà ơi. Cô ba là người đàng hoàng, con chứ cô ba không có gì hết. Con của tao tao biết, không cần mày phải nói. Bây giờ nè, mày trả lời thẳng vô câu hỏi của tao đi. Tụi bay có chi với nhau chưa? Nói, khai. Tụi con chưa có gì với nhau hết. Mà tha cho con đi bà ơi. Mà tha cho con. Tao đi. Không có tin. Mày đâu? Những nước đó cho tao. Dừng lại. Má, má tới giết người hả má? Là tụi bay. Tụi bay muốn tao phải mừng chuyện ác. Ba Hạt ơi là ba Hạt, mày giỏi lắm. Mày đạp đổ gia phong lễ giáo để tằn tiệu với cái con người ở đây. Má ơi má, chuyện chưa tới mức như má nghĩ đâu má. Con thú thật là con có tình cảm với Thấm. Nhưng mà con với Thấm chưa có làm chuyện chi là bại hoại gia phong cả má. Má tha cho Thấm đi má. Thiệt không? Con chỉ thề với má, có trời cao đất dày làm chứng, con và Thấm chưa có chuyện gì xảy ra cả. Tất cả mọi chuyện đều do con gây ra. Má tha cho Thấm đi má. Cũng mừng là chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Nhưng mà từ rày sắp tới ai biết được mà lường. Nó là cái con đờn bà, mà trong cái chuyện tình cảm, cái con đờn bà đó không đầu mày cuối mắt thì mừng sao cái thằng đàn ông nó sắp bấy tình. Bởi vì hôm nay tao quăng nó xuống sông trong cái rọ heo. Chết được sống được là tùy duyên. Má, má làm gì vậy ác lắm má. Má tha cho Thấm đi. Con xin má đó má. Mạng sống của nó là do tao quyết định đây nè. Tao không dung dưỡng cho cái mầm tai họa đó. Ai biết được sau lưng tao tụi bay còn toa rập cái chuyện chi. Con xin má. Má tha cho Thấm đi má. Má đừng làm vậy, tội lắm má. Không có xin xỏ năn nỉ gì hết đó. Nếu như mày muốn nó sống thì mày học theo cách thằng Hai đi Tây du học liền cho tao. Mày có đi không? Bay đâu? Nhân nước đó. Má, má. Khoan má. Con đi. Con đi mà. Má tha cho Thấm đi. Con xin bà. Bộ phim do Viettel Media sản xuất.